Đó. Đây. Nó từ giữa dài từ giữa này lên trên này luôn. Trên này là mật nằm ở trên này. Lúc này thông không biết mở trên này. Vâng, chào cả nhà nhá. Kính chúc quý cô, quý bạn bè và những người bạn đồng nghiệp thân mến. Kính chúc tất cả mọi người lại có thêm một ngày mới luôn tràn đầy sức khỏe. Hôm nay thông lại đi săn tìm kiếm những giọt ong mật tự nhiên, những giọt mật từ thiên nhiên đâu mua nha các bạn. Thì thông đã quay lại cái con suối đến ngay á để tìm kiếm những cái tổ ong trước đây, mà những năm tháng trước đây thông đã từng khai thác. Thì vừa đến chỗ này thì mình đang cái con suối này đi, thông thấy ong đây. Ông tỉa vào trong cái lùm cây này khá là đông nha các bạn. Mọi người và các bạn đang theo dõi video của Thống, đừng quên cho Thống xin một like, một đăng ký để ủng hộ kênh của Thống nhé. Thống xin chân thành cảm ơn đến mọi người rất là nhiều. Giờ Thống sẽ tiếp cận về cái tổ ong xem nó nằm ở đâu nhé. Đấy, ngoài này nhìn vào thì thấy ông tỉa vào tỉa ra khá là đông. Đi vòng bên này một chút trong cái lùm cấy nha các bạn. Rồi, một tổ ong ở trong trong hốc đá nha các bạn. Đấy, wow. Không biết có làm ăn được gì hay không, nhưng mà đã thấy cuốn nó tràn ra ngoài cái lỗ tổ luôn cả các bạn ạ. Bây giờ Thông sẽ tiến hành khai thác nhé. Đã nhìn thấy bánh tổ và cũng đã thấy những giọt mật đầu tiên, khá là vui nha các bạn. Còn này thì chắc chắn là mật phải là khủng đấy các bạn ạ. Mật khủng nha các bạn. Đấy, các bạn xem bầu mật như thế này đấy. Đó, rất là khủng các bạn ạ. Chứ Thống sẽ lon dao vào và lách mật ra nha các bạn. Quay cho các bạn xem tí nữa. Những bộ mật này. Đó. Điện thoại của Thống bị rơi cho nên nó bị bể màn hình đây. Bị đỡ máy đây các bạn ạ. Nó cũng hơi nhấp nháy đây. Mong mọi người xem video đó. Thông cảm cho Thống nhá. Thống để tiến hành hơn một chút khỏi nữa đây là khai thác mật. Mật các bạn. Tổ này là mật siêu khủng, siêu nhiều luôn nha các bạn. Từ sáng giờ cũng mới lấy được một tổ, mới được như 2 ly mật trấu ạ. Gặp tổ này thì cũng đỡ buồn nhá. Bây giờ Thống sẽ tiến hành cắt mật cho các bạn. Thống bỏ cái khỏi ra ngoài này một chút. Rồi, từng giọt mật ong nguyên chất. Cái lưới mèo các bạn này. Cái lưới mèo mà mật ở đây như thế này đây. Thông bò lên trên đá này cho nó sạch. Chỗ này thông là quẹt sạch sẽ đấy nhá. Hôm nay thì những miếng mật rất là khủng nhá. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần không có mật, nó rơi xuống dưới đó các bạn ạ. Đó, lát nữa mình lon tay vào mình lấy sau. Giờ miệng to là cũng đưa ra được. Rồi, chỗ này hơi bị chẹt cho nên
cũng quay quay thì được nha các bạn. Nó rơi xuống đây các bạn ạ, rơi xuống đây. Bây giờ thông thè kẹp để lấy lên, mà có chuột rất là hung dữ nhá. Cái thông phải đôi đôi mũ vào đó. Miếng mật đầu tiên nha các bạn, cái miếng thứ hai các bạn xem này, mật này quá khủng nhá. Điện thoại của thông bị chạm mạch các bạn ạ. Chạm mạch. Bây giờ mà ngưng đi, lạt này sờ lấy cũng quay được. Hơi một chút khỏi cho nó loay ra các bạn. Phải có tù cũng được nhá. À, nó có chút hơi bị hung cho nên thông về hơi khỏi. Giờ như thế này thì cũng rất là khó các bạn. Thông thể tìm cách cắt từ từ. Rồi lát nữa thông thể quay cái kết quả cho các bạn xem. Chứ bây giờ chỗ này rất là chật hẹp, quay thì cũng không nhìn thấy được cái gì cả, mà rất là khó cắt. Nó vô ra quá trời luôn này các bạn. À, đi rơi xuống đây. Trong này những bầu mật rất là khủng nhá, nhưng mà không đưa ra được. Thông thể hắn như thế này đây. Đây, rất là hung dữ nhá các bạn. Cái miệng mật các bạn này. Đây, ba miệng mật đầu tiên nhá. Trong này còn rất là nhiều. Đó. À, thông đây tiếp tục hơi một chút khỏi. Đây, đây các bạn xem này, những cái bầu mật này, thế này đây, nó rất là hung, rất là hung dữ nha các bạn. Đấy. Thông tạm dừng điện thoại một chút. Thông sẽ khai thác ra hết để thông quay kết quả cho các bạn xem sau nhé. Chứ điện thoại nó bị chập đấy các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhé. À, các bạn xem này. Đấy, một động bánh tủ khổng lồ nhá. Còn thế này là mật các bạn này. Những bầu mật như thế này đấy. Nhưng mà ở trong này có mật còn rất nhiều các bạn ạ. Đây, các bạn xem những bầu mật này, những bầu mật trắng tinh nhá. Đó, trong này nó những bầu mật các bạn xem này. Đó, đây, nó từ giữa dài từ giữa này lên trên này luôn. Trên này là mật nằm ở trên này. Lúc này thông không biết mở trên này ra cho nên là thông đã móc tay vào thì mật nó cũng chảy mất khoảng một mỡ đây các bạn ạ. Đây, các bạn xem những cái bầu mật như thế này đây. Quá wow. Những bầu mật khủng nhá các bạn. Đấy. À, một ngày đi săn tìm ong mật tổ ong này là khủng nhất đầu mùa luôn các bạn ạ. Khủng nhất luôn là từ cả tháng này đấy nhá. Hôm nay là khủng nhất luôn đấy. Nó vào trong những cái kẹt này thì cũng hơi khó các bạn. Bây giờ thông thể cắt từ từ thôi. Có thể lấy ra từ từ thôi. Ồ. Mật nó nằm ở trên này không? Quá. Rất là khó nha các bạn. Khó nhưng mà mật nhiều thì cũng vui. Vui nha các bạn. À.
Lát nữa Thông sẽ quay kết quả cho các bạn xem sau nhé. Chỗ này rất là chật hẹp. Cầm điện thoại vừa làm thì cũng thấy cũng rung rất là nhiều. Giờ rung rất là nhiều nha các bạn. Cục mật như thế này đây. Thông ra tạm dừng điện thoại một chút đã. Quay lại cho các bạn xem một lượt này. Mật các bạn này. Thông đã khai thác xong tổ ong mật. Đúng là một ngày đi xong săn ong mật bồi thu luôn nha các bạn. Thông ra quay cho các bạn xem kết quả này. Đây, cái động này là rành mật hết nhá. Chỉ được một chút đấy. Con đồng này, con đấy là mật hết các bạn này. Được bầu mật như thế này đây. Nằm ở dưới này nữa nhá. Học chặt lên nha các bạn. Đó. Một động mật như thế này đây. Đó. Con đấy là một động bánh tổ các bạn này. Rất là khủng nhá. Đó. Tổ này thì đúng là bồi thu luôn. Rất là may mắn nha các bạn. Ở trong này thì vẫn con. Con một miệng ở trong. Con một miệng ở phía trong này nhưng mà Thông tỉnh trừ lại để cho nó ăn nhá. Cho nó ở lại nha các bạn. Rồi. Thông xin chân thành cảm ơn mọi người cũng luôn quan tâm và ủng hộ theo dõi hết video của Thông. Video này Thông xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Chào các bạn nha.